Xin chào các bạn tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn kiện tướng quốc gia cờ vua Hans Neyman nổi tiếng với nghi án gian lận khi bị kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại Manukasen tố cáo Tuy nhiên thì không có bằng chứng cụ thể chứng minh anh gian lận trong trận đấu này Sau một thời gian dài im ắng Neyman cũng vượt qua mốc ELO 2700 để gia nhập nhóm các siêu đại kiện tướng ngồi cùng mâm với các cao thủ hàng đầu thế giới những đinh lập nhân Yann Nepomniachtchi hay Hikaru Nakamura Thế nhưng, phong độ phập phù không ổn định của Neyman khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi Liệu rằng khi không có Stockfish thành công, Neyman sẽ đánh đấm như thế nào? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu được đánh giá là trong sạch giữa siêu đại kiện tướng Hans Neyman và cao thủ Sue Hawen. Elo 2335, tức là chỉ nhỉnh hơn admin dạy chơi cờ vua một chút để xem hảo hán Neyman đánh đấm dạo này thế nào nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin. dạy chơi cờ vua nhé. Trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều, Neyman mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Quyết tâm ăn tươi nuốt sống đối thủ, xuyên nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5 sử dụng phòng thủ Sicilia để chống lại cao thủ tóc xù. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh mẽ nhất. Nên nhảy mã C6, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Thông thường thì trắng sẽ đẩy tốt D4, đánh chiếm trung tâm. Tuy nhiên thì có lẽ lo ngại vấp phải hệ thống phòng ngự Svenikov hoặc là hệ thống con rồng. Nên Neyman đã chuyển hướng đưa tượng lên B5, sử dụng một tuyệt chiêu ít gặp để tránh các hệ thống chính quy không hề đau núng Nên đẩy tốt E6 Ở đây thì trắng có thể nhập thành Nên lên mã E7 Thì trắng sẽ qua xe E1 Nên đẩy tốt A6 Thì trắng sẽ chạy tượng với F1 Và thế cờ sẽ diễn biến cân bằng Trở lại với diễn biến vắn cờ Taksu Neyman đã lựa chọn Một phương án tấn công phức tạp hơn Là ăn luôn tượng vào mã Tạo tốt chồng Trong cấu trúc tốt của đối thủ Nên ăn tốt lên C6 Trắng đẩy tốt D3 Mở đường cho tượng C1 xuất trận. Đen phát triển mã cánh vua lên E7. Trắng cũng di chuyển mã cánh hậu lên D2. Đen đẩy tốt D6 củng cố thế trận. Trắng mạnh mẽ thúc tốt tràn sang E5, đột phá trung tâm. Nếu mà đen ăn tốt lên E5 thì trắng sẽ ăn mã lên E5 và trung tâm tốt của đen sẽ bị vỡ nát. Do đó thì đen đã đẩy tốt D5 tránh giao chiến để giữ lại sự liên kết giữa các tốt trung tâm C, D và E. Khoán đoán rằng, đen sẽ di chuyển mã lên G6, rồi phát triển quân tượng F8. Trắng ủng hộ dâng tốt H4, sẵn sàng tiến sang H5 công kích nếu đen dám đưa mã lên G6. Thế vậy, đen vội vàng đẩy tốt H5, chặn đường tiến của tốt trắng. Trắng đẩy tốt B3, phát triển tượng theo đường chéo C1, A3. Với sự trợ giúp của tốt H5, đen yên tâm nhảy mã lên F5, mở đường cho tượng F8 xuất trận. Trắng lên tượng B2 Đen đẩy tốt A5 Đe dọa sẽ tiến sang A4 chọc ngoáy Không hề nao núng Trắng đẩy tốt A4 chặn lại Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường Đen nồng hổ tiến rốt sang C4 Đột phá Tưởng ngon Trắng ngăn tốt lên C4 Đen lập tức qua xe B8 Triển khai xe trên cột mở B để tấn công tượng Trắng chạy tượng lên A3 Gạ đổi quân tượng mạnh của đen ở F8 Đen đẩy tốt C5 Cố gắng tránh giao chiến Trắng ăn tốt vào D5 Đen ăn tốt lên D5 Trắng di chuyển mã lên B3 Phối hợp cùng tượng tấn công vào quân tốt C5 Đen lên hậu C7 Bảo vệ tốt Hơn một tốt chay ngay từ đầu Trắng nên nhập thành Bảo vệ vua an toàn Chuẩn bị cho các trận đánh lớn Đen lên tượng E7 Uy hiếp tốt H4 Quả nhiên là vua vừa mới yên vị trắng đã hùng hổ dâng tốt D4 đột phá vào điểm yếu C5 ở đây trong trường hợp mà đen ăn tốt vào D4 thì trắng sẽ đổi tượng vào E7 đen ăn hậu sang E7 thì trắng sẽ ăn mã lên D4 đen ăn mã D4 thì trắng sẽ ăn hậu lên D4 và trắng sẽ chiếm ưu thế khi hơn một con tốt chay trong khi thế trận của đen không có gì nổi bật để bù đắp cho điều này trở lại với diễn biến văn cờ đen đẩy tốt C4 bắt mã Trắng cố gắng tránh đổi quân, trắng chạy mã lên C5, đen lên xe B6, sử dụng hàng ngang số 6 để di chuyển sang mặt trận cánh vua. Trắng qua xe E1, tập trung quân nặng phía sau tốt trung tâm, chuẩn bị đột phá, đen đưa xe qua G6 dình dọc. Trắng theo kế hoạch thúc tốt tiến xuống E6, đột phá thẳng vào vị trí vua đen đang đứng. Đen đẩy tốt F6, cố gắng tránh giao chiến, mở cột E lúc này sẽ rất là nguy hiểm khi mà xe trắng đã đứng rình sẵn, trắng nuôi tượng về c1, một nước cờ tương đối khó hiểu mà có lẽ chỉ có stockfish mới có thể hiểu được nước đi này, đen tiến xe lên g4, tấn công các tốt d4 và h4, không thể bảo vệ quân tốt h, trắng bèn đẩy tốt c3, cố gắng củng cố tốt trung tâm d4, đen nhập thành, an toàn vua cái đã, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Trắng triển khai tượng lên E3, cho rằng cơ hội đã đến, đen lập tức ăn tượng vào C5, chính thức tuyên chiến. Trắng ăn tốt sang C5, thừa thế sông lên, đen thúc tốt tràn sang D4, giả vờ đột phá trung tâm, kỳ thực là chuẩn bị cho một mưu đồ đen tối. Trắng bình thản, ăn tượng lên D4 thầm nghĩ, ngon, đen triển khai tượng lên B7, chĩa về phía vua trắng, sẵn sàng khai hỏa. Trắng qua xe b1 rình dập trên cột mở b thấy trắng bất cẩn nên bất ngờ phí thẳng xe vào tốt g2 tung đòn đánh phủ đầu giật mình với ngón đòn hiểm của đối thủ Xong trắng cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn là phải ăn vua lên g2 không chậm chế nên ăn mã vào h4 chiếu trắng luống cuống chạy vua về f1 nên ăn tượng xuống f3 tấn công hậu Trường hợp mà trắng chạy hậu D2 thì đen sẽ lao hậu xuống H2 khiến trắng không thể chống đỡ một lúc hai đòn chiếu hết ở H1 và G2. Trở lại với diễn biến văn cờ. Trước tình huống nguy hiểm này, Man liều lĩnh lên tượng E5, hy sinh tượng để bịt đường tấn công của hậu đen. Ở đây nếu mà đen ham ăn tốt lên E5 thì trắng sẽ lao hậu xuống D6, gạ đuổi hậu để hóa giải thế công nên lên hậu C6 thì trắng sẽ đẩy tốt xuống E7 bắt xe. Nên qua xe E8 thì trắng sẽ thọc xe xuống B8 và tạo ra một thế trận phản công cực mạnh. Trở lại với diễn biến bắn cờ. Đen chạy hậu lên C6, cố gắng tiết kiệm tem để phản công. Những tưởng là trắng sẽ phải chạy hậu. Nhưng không, trắng liều lĩnh đẩy tốt xuống E7 bắt xe. Đen đã có tính toán nên thẳng nhiên ăn tượng vào D1 mồm kêu. Mình xin... Trắng ăn tốt vào F8 Phong hậu chiếu Đen ăn vua sang F8 Trắng xuống tượng D6 chiếu Đen chạy vua sang G8 Lúc này thì trắng mới ăn xe sang D1 Đưa về thế cờ Hai xe tượng đấu với hậu mã Liệu rằng Hai xe có thực sự mạnh hơn hậu Như là lời đồn Chúng ta hãy cùng xem tiếp Đen lao hậu xuống H1 chiếu Trắng sách vua chạy lên G2 Đen lùi hậu về F3 Truy sát vua Trắng lại chạy vua về F1 Không cần phải vội vàng Nên lên vua H7 Để phòng trắng phản công Chiếu chắc lung tung Bí nước Trắng tiến xe lên D4 Uy hiếp mã và bắt con tốt ở C4 Tuy nhiên thì đây lại là một sai lầm Cực kỳ ngớ ngẩn của tóc xù Neymar Và không cần phải dùng stock thần công Nên lập tức lao hậu xuống G2 chiếu Trắng chạy vua lên E2 Tránh đòn đen nhảy mã về F3 tung đòn tấn công đôi nhắm vào cặp xe của trắng sót đòn mất xe đen nghiến răng ăn xe sang C4 đặt kỳ vọng vào quân tốt thông ở C6 đen lập tức ăn mã và E1 trắng ăn vua về E1 đen lùi hậu về C6 bịt đường tiến quân của tốt trắng không thể đẩy tốt xuống trắng bèn đưa xe qua F4 cho tượng bảo vệ đề phòng bị chiếu bắt xe Đen lên vua G6 Trắng lên vua E2 Đen lùi vua về F7 Trắng lên vua D3 Ôm tốt tiến lên Đen đẩy tốt G5 đuổi xe Trắng chạy xe sang E4 Đen lên vua G6 Trắng lên vua D4 Đen thúc tốt tràn sang H4 Tiến tốt xuống phong hậu Trắng lao xe xuống E7 Tìm kiếm cơ hội phản công Điếc không sợ súng Đen tiếp tục đẩy tốt xuống H3 Trắng qua xe C7 bắt hậu, đen ăn hậu A4 chiếu, trắng chạy vua lên D5, đen xuống hậu B3 chiếu bồi, trắng chạy vua xuống C6. Bị tượng trắng chặn đường xuống H2, đen bèn đẩy tốt A4, mở thêm một mũi tiến công bằng tốt thông ở cột A. Trắng qua xe B6 bắt hậu, đen ăn hậu sang C3, trắng xuống vua D7, dọn đường cho tốt tiến xuống phong hậu. Những nín này khiến cho lực lượng bảo vệ tốt C5 của trắng bị mỏng đi. Và đen lập tức đẩy tốt xuống A2, tung đòn đánh lạc hướng, buộc trắng phải ăn tượng vào H2. Chỉ cho có thế, đen lạnh lùng ăn hậu về C5, tiêu diệt quân tốt thông nguy hiểm. Lúc này thì dù có dở stop fit thần công thì cũng không thể chống đỡ được nữa. Đến đây thì biết không còn khả năng chống cự. Hảo hán Hans Neyman đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành, ngập mồm trường hợp mà trắng cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diện như sau